Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em bản hack Flossacy mới và Secret Zip Hack Block for Loot. Link mình để dưới bình luận, anh em xem thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký nha, cảm ơn anh em. À mà còn một lưu ý quan trọng là nếu anh em ấn Execute có hiện menu hack thì ấn nút Zoom nha.